Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn sao gọi là quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy, này thiện hiện, chân như của các pháp là quả vị giác ngộ cao tột. Cụ thọ thiện hiện lại bạch, bạch Thế Tôn chân như của các pháp nào mà nói là chân như của các pháp là quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy, này thiện hiện, chân như của sắc là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của thọ tưởng hành thức là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của nhãn xứ là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của nhĩ tỷ thể thân ý xứ là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của sắc xứ là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của nhãn giới là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của nhĩ tỷ thể thân ý giới là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của sắc giới là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của thanh hương vị xúc pháp giới là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của nhãn thức giới là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của nhĩ tỷ thể thân ý thức giới là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của nhãn xúc là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của nhĩ tỷ thể thân ý xúc là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là quả vị giác ngộ cao tột.